Và bác mới đi qua thì thấy bà con rất nồng nhiệt. Nóng thật sự, nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi mà đến một cái địa danh Châu Pha thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Lần này là cơ hội để mình tham gia chương trình Cơ hội đổi đời để có thể giúp sức một phần nào đấy cho những cái gia đình khó khăn. Cơ bản thì mình cũng xuất phát từ gia đình khó khăn đi lên. Chứ như cái thời gian mà cực nhất và khó khăn nhất là Lâm nghĩ là thời gian đi múa lửa. Tại vì mình là đàn ông trai mà cứ cầm hai cái lửa mà múa nhiều khi mình cũng tội bản thân mình. Ví dụ nhiều khi mình nhìn lại bản thân mình, trời sao mình tội quá vậy. Khi mình sinh ra thì nhà mình là thuộc là cấp 4. Thì lúc đấy là ở Đà Nẵng ấy, hầu như là cứ đến mùa lụt là nhà mình toàn bị lụt đi khoảng tới nửa người ấy. Nhà thì rất đông anh chị em mà gia đình thì lúc nào cũng trong cái hoàn cảnh là nợ nần. Sau cái cơ hội mà mình có thể đi tham gia cái đi bơi ấy, thì mình có tìm được cơ hội có thể thay đổi được và có thể giúp được cho gia đình. Thập niên 80 coi như là gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là Ngọc Sơn cũng như bao nhiêu con người vậy thôi, hòa và mình trong cuộc sống để vươn lên. Ngọc Sơn đã gặp được những anh công nhân nè, rồi những chị thực sự đã bán rau quả ở chợ, rồi đem đồ đến người thì cho cái bánh mì, rồi người thì tặng cho Ngọc Sơn gọi là rau củ đủ ăn cho mập lên. Ngọc Sơn xúc động lắm và cái ơn nghĩa đó ghi nhớ suốt đời. Cho nên là Ngọc Sơn khi nghe nói là để qua nhập vào một vai anh công nhân tôn giác hoặc là tham gia một trò chơi gì đó để giúp đỡ cho bà con thì Ngọc Sơn không bao giờ ngần ngại hết. Ngọc Sơn vui và cảm thấy hạnh phúc lắm. Trong những cái khoảnh khắc quyết định nào đó chúng ta đều cần một bàn tay. Và anh nghĩ là nếu mình có thể là một bàn tay thì nó sẽ là một điều rất là ý nghĩa. Đối với anh Đức, mình rất là hăng máu khi đi giành cái giải thưởng cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Khi đến chương trình này thì mình không biết là mình sẽ tham gia cái thử thách nào, nhưng mà ba người chúng mình sẽ cố gắng làm sao chung là phối hợp thật tốt để giành những phần quà cao nhất. Tại vì Lâm đã trải qua khó khăn rất là nhiều nên Lâm biết được cái cực khổ. Khi mà mình thành công, cái số tiền đó mình cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng đối với người mà khổ và đối với những người mà đang khó khăn thì những cầm một đồng tiền nhỏ họ cũng rất là trân quý. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Lâm sẽ chơi hết mình của mình để giúp bà con có một cái số tiền gọi là trọn vẹn nhất. Sẽ chơi khô máu luôn. Cho đi là cái cách nhận lại đẹp nhất. Và bánh mong tất cả chúng ta thêm một lần nữa càng chứng tỏ cho nhau thấy là mình thực sự may mắn và thực sự tự hào được làm một con người Việt Nam. Mọi người ơi, mọi người nhớ đón xem chương trình Cơ hội đổi đời. Và chương trình Cơ hội đổi đời được phát sóng lúc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 nha.